kiến tạo những điều tốt đẹp cho cộng đồng, đó là hạnh nguyện của những người con Phật. Bởi thế, cùng chư tôn đức tăng ni, quý Phật tử các giới cũng tích cực tham gia vào công tác từ thiện xã hội nhằm san sẻ một phần khó khăn với người dân. Phật tử Hạnh Ngọc là thành viên nòng cốt của quỹ từ thiện Thọ Giác ở thành phố Hồ Chí Minh. Bất kỳ hoạt động nào của quỹ, chị đều sắp xếp thời gian tham gia. Tại đây, không chỉ kêu gọi người thân, bạn bè đóng góp, chị còn trực tiếp tham gia các hành trình thiện nguyện. Mình tham gia những cái hoạt động từ thiện xã hội như vậy thì do vì mình là Phật tử mà Phật dạy là cái hạnh đầu tiên của Phật tử trên bước đường tu tập là bố thí. Mà mình thấy cái việc bố thí thì cũng đem lại lợi ích cho mình và cho người. Trước đây thì mình đi theo mẹ, mẹ của mình hướng dẫn mình đi làm những cái công tác thiện nguyện. Rồi sau đó là khi mẹ lớn tuổi thì mình đi học giáo lý rồi mình cũng có bạn bè nên mình cùng với bạn bè mình làm những cái công tác này. Với tấm lòng của Phật tử Hạnh Ngọc cùng các thành viên, nhiều suất học bổng chắp cánh ước mơ đến trường cho hàng trăm trẻ khó khăn được trao tặng. Cùng với đó là hàng chục cây cầu nông thôn mới được xây dựng, giúp bà con yên tâm đi lại để phát triển kinh tế. Khi thông qua bà con, thì người dân đây rất là phấn khởi vì con đường này nó tồn tại rất lâu nhưng mà chưa có được xây dựng cái bê tông. Sau khi được cái quỹ này hỗ trợ để xây dựng cầu, nói chung bà con và chính quyền địa phương đây rất là phấn khởi. Mới nhất, quỹ từ thiện Thọ Giác đã trao 500 phần quà cho đồng bào chịu thiệt hại bởi cơn bão số 3 tại Yên Bái và huyện Trường Mỹ của thành phố Hà Nội. Qua đó, san sẻ khó khăn với người dân, đúng theo tinh thần cứu khổ, ban vui theo lời Phật dạy.